Thị trường Auto News là chương trình điểm tin được phát sóng cố định hàng tuần trên kênh Autobest. Với thời lượng tối đa 10 phút, chúng tôi mong muốn mang lại thật nhiều thông tin nóng hổi về ngành ô tô và các thông tin mua bán xe hấp dẫn đến với các bạn. Hy vọng chỉ với 10 phút ngắn ngủi, nhưng chương trình sẽ phần nào giúp các bạn có thêm sự tham khảo trong quyết định mua bán xe của mình. Xin chào các bạn, tôi là Vĩnh Phú. Hôm nay thứ năm 12 tháng 8 2021. Mời các bạn đến với lại Auto News số thứ 2. Mình sẽ mang đến cho các bạn những thông tin thú vị và hấp dẫn về thị trường xe cũ, cũng như là giúp cho các bạn đánh giá tin rao hoặc là tìm xe theo yêu cầu của các bạn. Và ngay bây giờ là những tin tức trong số Auto News hôm nay. Suzuki Stelvio trở thành xe hiếm sau khi hãng ngừng bán tại Việt Nam. Lượt tìm kiếm Nissan Sunny cũ bất ngờ vượt qua Toyota Vios. Hóa trang xe tiền tỷ thành phế liệu để bạn bè khỏi mượn. Những mẫu xe Stelvio đã qua sử dụng đang được trao bán với mức giá từ 280 đến 330 triệu đồng tùy vào đời xe. Nếu so với các đối thủ khác cùng phân khúc, rõ ràng mẫu xe này không hề có thiết kế bắt mắt hay những trang thiết bị hiện đại. Tất cả chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản vừa đủ xài. Thế nhưng với những ai yêu thích thương hiệu Nhật Bản nói chung và Suzuki nói riêng, thì mẫu xe đô thị này cũng có một sức hút kỳ lạ. Ưu điểm của Stelvio có thể kể đến chính là nhập khẩu nguyên chiếc và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở mức cao nhất phân khúc. Nissan Sunny thế hệ mới hay còn gọi là Almera đã chính thức ra mắt trong tuần vừa rồi và khuấy động thị trường phân khúc hạng B. Điều đáng nói, lượt tìm kiếm Nissan Sunny thế hệ cũ cũng tăng đột biến với gần 2.000 lượt, vượt xa đối thủ cùng phân khúc là Vios. Những đời xe cũ được ưa chuộng là xe sản xuất năm 2018, tiếp đến là năm 2016 và 2015. Xe cũ đời sau có lượng tìm kiếm rất hạn chế. Theo quan sát trên thị trường, giá xe Nissan Sunny cũ có giá khởi điểm từ 350 triệu đồng. Nissan Sunny được người dùng đánh giá cao về khả năng vận hành bền bỉ, kích thước khoang nội thất và cốp sau rộng rãi. Rõ ràng với rất nhiều chính sách khuyến mãi thì Fadil đã mang về doanh số không hề nhỏ cho VinFast. Điều này cũng đồng nghĩa là giá của mẫu xe này trên thị trường xe cũ thường rất mềm. Thế nhưng mới đây trên hội nhóm chuyên mua bán xe VinFast, một chủ tài khoản đã gây được sự chú ý mạnh với bài đăng của mình. Cụ thể là anh này chào bán chiếc xe VinFast Fadil bản Base đời 2019, lăn bánh được 22.000 km với giá là 390 triệu đồng. Trong khi xe cùng dòng đời phiên bản chỉ có giá từ 290 đến 320 triệu đồng. Lý do đó chính là chiếc xe của anh này sở hữu một bảng số rất là VIP 58885. Khoang nội thất của chiếc xe cũng đã được chủ xe nâng cấp, hệ thống giải trí nguyên bản được thay bằng màn hình Android, kết nối đa phương tiện. Phía dưới bài đăng thì chủ nhân đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Đa số đều cho rằng anh đang bị ảo giá và biển số thì không thực sự đẹp đến mức phải đánh đổi số tiền lớn như vậy. Vậy thì ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy comment ở bên dưới cho bọn mình được biết nha. Tiếp theo sau đây, chúng ta hãy cùng đến với một số tin tức khá vui vui và là chuyên mục đánh giá tin rao cũng như là tìm xe theo yêu cầu của các bạn. Nhưng trước tiên, nếu có thể các bạn hãy bấm like video, subscribe kênh, theo dõi mình và nhớ là mở chuông nữa các bạn nha. Mới đây, một người đàn ông vì quá bực mình khi liên tục bị bạn bè hỏi mượn xe đã quyết định hóa trang cho một chiếc Maserati trị giá hơn 3 tỷ đồng mới mua của mình thành một đống xác phế liệu. Cụ thể, theo tư vấn làm sao từ nhân viên xưởng độ mà anh này đã đồng ý để phủ lớp sơn xấu xí bụi bặm lên chiếc xe mới của mình. Mặc dù có hơi đau xót khi nhìn thấy chiếc xe yêu quý này bị vấy bẩn, nhưng vẫn còn hơn là để bạn bè mượn vì họ có thể làm xước hoặc là gây hư hại xe. Chắc anh nghĩ vậy. Quả thật, khi nhìn thấy chiếc xe này thì không ai muốn mượn nữa. Nhưng dù sao thì nội thất mới toanh ngon lành như thế này là đủ cho chủ xe tận hưởng rồi đúng không các bạn? Đội ngũ thiết kế của Honda chắc hẳn đã nghĩ rằng cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu cho những chú chó là thêm dấu chân của chúng vào mỗi bộ phận của chiếc xe. Nên có thể thấy là dấu chân chó được dùng làm chi tiết trang trí ở hầu hết các phụ kiện. Về ngoại thất thì bộ ốp la răng và bộ miếng dán dấu chân để bạn có thể dán ở cửa sau có giá từ 40 đến 70 đô la. Bên trong khoang nội thất có thể kể đến ốp cần số với 3 màu cho bạn lựa chọn. Tiếp theo là bọc chìa khóa với màu sắc rực rỡ và miếng dán silicon cho táp lô. Ngoài ra, hãng còn chăm chút thiết kế những vật hữu dụng như là ghế đặc biệt không thấm nước cho cuốn cưng, đệm bảo vệ, tấm lót cửa và cả dây an toàn. Và thêm nữa, còn có một chiếc lồng bảo vệ có thể dễ dàng cọ rửa và mang theo. Tất cả đều được thiết kế để phù hợp với kích thước của từng chú chó nha. Thực sự là ấn tượng phải không nào các bạn? Đây chính là những món phụ kiện thú vị dành cho hội yêu chó rồi. Rất tiếc là những món này thì hiện chỉ có tại thị trường Nhật Bản mà thôi.
Hy vọng là sau dịch Covid-19 thì sẽ mau chóng đi qua và việc vận chuyển hàng hóa xuyên quốc gia sẽ dễ dàng hơn, không còn khó khăn nữa, để cho người dùng Việt Nam chúng ta sớm có thể tiếp cận được những món đồ dễ thương này. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với bảng giá xe mới được cập nhật từ hệ sinh thái mua bán ô tô hàng đầu Việt Nam, oto.com.vn. Phú đã quay trở lại đây. Cảm ơn các bạn vẫn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lại phần đánh giá tin rao trên website mua bán ô tô oto.com.vn. Chúng tôi đã có nhận được những yêu cầu về việc tư vấn những dòng xe thích hợp để chạy dịch vụ. Vậy thì nếu các bạn đang tìm kiếm những dòng xe này, tốt nhất chúng ta hãy cùng đến với lại thông tin sau đây. Hãy tìm kiếm những dòng xe trong vòng 10 năm trở lại đây, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp. Xin mời. Đầu tiên chúng ta hãy gõ địa chỉ là oto.com.vn. Các bạn hãy chọn mục là mua xe cũ nha. Chúng ta sẽ chọn tính năng nâng cao, chọn năm sản xuất từ 2012 đến 2021, chọn xe đã qua sử dụng và hãy tick vào phần trả tốt. Bây giờ Phú sẽ chọn các mẫu xe có odo là dưới 80.000 cây và cảm thấy phù hợp nhất với những tiêu chí mà khán giả đã đưa ra. Chúng ta lần lượt có 4 mẫu tin sau đây. Đầu tiên là một chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2013, bản máy dầu số tay với odo là 60.000 cây. Theo đánh giá của mình thì phần táp lô, các khóa cửa không có dấu hiệu xuống cấp, các chi tiết nhựa cũng còn khá mới. Phần ghế da thì có vẻ hơi trầy một chút nha. Đáng tiếc là đời xe này vẫn chưa có chỉnh điện ở ghế lái. Chúng ta bàn về giá bán thì đối với xe Fortuner chạy dịch vụ, phiên bản máy dầu luôn có giá cao hơn phiên bản chạy máy xăng. Thế nhưng giá bán 715 triệu là vẫn đang cao quá. Lý do tại sao? Bởi vì xe số sàn thì hơi hạn chế người mua so với xe số tự động, và các xe cùng dòng đời thường có mức giá dao động từ khoảng 600 cho đến 650 triệu. Bù lại một điểm cộng đó chính là xe được rao bán bởi người bán có uy tín, được cam kết là không đâm đụng ngập nước, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và liên hệ với chủ xe để chúng ta có thể thương lượng nếu có nhu cầu nha. Chiếc xe thứ hai là một mẫu xe thuộc phân khúc hạng B và đã quá quen thuộc với giới tài xế, đó chính là Toyota Vios. Theo tin rao này thì chiếc xe này là bản E đời 2018, xe tư nhân, một chủ, chưa chạy dịch vụ hay taxi bao giờ nha. Mình thì đánh giá rất cao những chiếc Vios vì nó tương đối đủ cho nhu cầu chạy dịch vụ như là khoang sâu rộng rãi, nè, máy êm và bốc, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện hỗn hợp chỉ khoảng từ 6 đến 7 lít cho 100 cây. Ngoài ra thì giá bán là 398 triệu đồng là tương đối tốt cho một chiếc xe mà ngoại thất còn khá mới. Nội thất với các chi tiết ghế da hay là táp lô cũng có vẻ là được sử dụng khá giữ gìn và chăm chút kỹ càng. Một lưu ý nhỏ cho các bạn, đây là phiên bản số sàn. Hai chiếc xe còn lại trong mục tin trao hôm nay là hai mẫu xe đối thủ cùng phân khúc hạng A, Kia Morning đời 2018 và Hyundai i10 đời 2015. Chúng ta bắt đầu với Kia Morning nè. Xe sở hữu ngoại thất và nội thất cùng màu đen. Theo như hình ảnh chủ xe cung cấp mình thấy là có thể là xe này còn khá mới. Nội thất cũng đã được lắp thảm lót sàn, camera hành trình và vô lăng thì bọc da. Đây cũng là điểm cộng cho chủ xe. Còn lại thì về giá bán là 238 triệu, không phải là rẻ. Bởi vì một số xe cùng dòng đời, số tự động nhưng cũng chỉ được rao bán với giá là dưới 230 triệu. Nên còn tùy vào hiện trạng thực tế khi xem xe mà các bạn có thể thương lượng với chủ xe để được giảm giá. Trong khi đó thì chiếc Hyundai i10 này mặc dù sản xuất năm 2015 nhưng có vẻ là không kém cạnh đâu. Đây cũng là một chiếc xe số sàn, máy xăng với odo chỉ là 13.450 cây. Bởi vì con số odo này có làm mình hơi nghi ngờ về cái độ xác thực. Thường thường là với xe đã qua sử dụng lại có năm sản xuất cách đây là 6 năm thì khó thể nào mà dưới 40.000 cây. Nên các bạn có thể đặt câu hỏi này với chủ xe và đưa vào gara để kiểm tra. Nếu đúng odo này thì các bạn may mắn rồi, chúng ta tìm được một chiếc xe tốt. Ngoài ra thì các chi tiết về nội thất và ngoại thất cũng chưa có dấu hiệu xuống cấp. Xe còn được trang bị đầy đủ màn hình Android, camera hành trình, camera lùi nữa nha. Và dàn loa thì đã được nâng cấp. Giá bán là 198 triệu cho một chiếc xe hạng A, liên tục đứng đầu doanh số xe bán ra cũng hợp lý rồi. Đó là bản tin thị trường Auto News số thứ 2. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian mà theo dõi.
Xin những ý kiến đóng góp của các bạn hoặc những thắc mắc về bất kỳ mẫu xe nào dành cho chương trình, hãy comment nghe bên dưới giúp chúng tôi. Và nếu được, hãy bấm theo dõi, nhấn chuông để ủng hộ Autobiz, cũng như là không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn từ chương trình. Tôi đảm bảo với lại các bạn, đó là càng ngày những nội dung nhờ sự hỗ trợ của các bạn, chương trình sẽ được đóng góp để mang đến nhiều nội dung hay và thú vị hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.